Xin kính chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh Ô Tô Cũ Sài Gòn, chuyên mua bán xe cũ chính hãng tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và sản phẩm ngày hôm nay Khánh mang đến cho cô chú anh chị một con Fortuner máy dầu số sàn được sản xuất năm 2018. Xe này được nhập khẩu từ Indo nguyên chiếc, và tới cái thời điểm mà năm 2019 á, thì con dòng Fortuner này nó không còn được nhập khẩu nữa, mà nó sẽ được lắp ráp ở Việt Nam. Đó, thì con này đời 2018, xe chỉ mới đi được có 53.000 cây số thôi. Đó, màu đen và nội thất màu nâu, mang biển số là tỉnh của chú anh chị. Xe được nhập khẩu từ Indo, thì theo cái đánh giá của Khánh á, thì cơ bản rất là nhiều anh chị đang cần tìm những cái mẫu xe mà nhập khẩu, thích những cái mẫu xe nhập khẩu hơn là những cái mẫu xe lắp ráp trong nước. Đó, thì cô chú anh chị nào mà chúng ta đang quan tâm tới những cái dòng xe Fortuner máy dầu số sàn mà nó tiết kiệm nhiên liệu nè, đi gia đình hoặc là đi kinh doanh, đây là một trong, Khánh nghĩ đây là một trong những cái mà sản phẩm mà đáng để cho cô chú anh chị cân nhắc về cái mong muốn của chúng ta. Thì con Fortuner này hiện trạng đã được làm đẹp Marukuri lại rồi. Thì sau khoảng 6 ngày bên Khánh thu về thì đã được làm đẹp hết, nói chung là hoàn thiện từ trong cho tới ngoài. Và con xe này hiện đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng là 933 triệu đồng. Đó, xe đi 53.000 cây số. Và bây giờ Khánh sẽ chi tiết gửi đến cho cô chú những hình ảnh về xe đã hoàn tất Marukuri như thế nào nha. Về phần đầu tiên, Khánh sẽ như thường lệ, Khánh sẽ quay cái phần cụm đèn phía trước cho mọi người xem. Phần cụm đèn phía trước còn rất là sáng cô chú anh chị ha. Cái điểm đặc biệt của con Fortuner máy xăng và máy dầu đó là cái mặt ga lăng. Mọi người có thể để ý được cái mặt ga lăng của nó. Thì nếu mà cái mặt ga lăng này nó là mạ rôm trắng luôn, sáng luôn, thì đó là máy xăng. Còn nếu mà nó nhựa như thế này, bằng nhựa như thế này là nó là máy dầu. Và điều đặc biệt là nó là máy dầu số sàn nha cô chú anh chị. Đó. Xe sử dụng gia đình, đi giữ chất xe khá là kỹ nha cô chú anh chị. Đó. Những cái mà xe thì thời gian chúng ta sử dụng nó không bị cũ thì đó chỉ có thể là cụm đèn thôi. Cụm đèn nó chúng ta không có thể phục chế được hay là làm đẹp lại, vì nó nếu mà nó bị trầy hay bị bể gì đó thì bắt buộc chúng ta phải thay. Còn cái cản nè, mọi người có thể thấy cản Khánh làm đẹp, đánh bóng lại hết luôn. Ốp đèn cản cũng mới, không bị trầy. Đèn cản sử dụng bóng halogen của chú anh chị ha. Đát vỏ, đát của vỏ xe được sản xuất năm 2018, theo vỏ, theo chuẩn, theo zin luôn, vỏ zin luôn. Và cò vỏ rất là dày, mọi người có thể thấy nè. Vỏ xe còn rất dày ha. Gầm bệ thì bên Khánh đã vệ sinh lại cho cô chú anh chị, hệ thống treo đầy đủ và vệ sinh sạch sẽ hết luôn. Gầm xe thì Khánh cũng đã cho vệ sinh lại rất là mới cô chú anh chị ha. Nước sơn nè, gương chiếu hậu, nước sơn còn rất là mới. Và bây giờ Khánh sẽ mở cửa cho cô chú anh chị xem. Nội thất màu nâu, nội thất màu nâu, nâu cánh gián của chú anh chị. Các ốp tắp bi cửa vẫn còn để nỉ ha. Tắp bi cửa nè còn khá là sạch sẽ, được đánh bóng bằng dầu và bóng bên Khánh hết luôn. Thì tất cả các dung dịch mà vệ sinh Marukuri này á, thì bên Khánh, công ty Khánh đều nhập trực tiếp từ Nhật Bản về hết. Và kể cả nhân công cũng được đào tạo từ bên Nhật luôn. Cho nên cái quy trình Marukuri bên Khánh là cái quy trình độc quyền, mà nó mang lại cái chất lượng tốt nhất. Cái bản lề rửa này còn nguyên zin của chú anh chị ha. Mà chúng ta mua Fortuner máy dầu số sàn thì là một trong những cái lợi thế chúng ta là nó bền, tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là hai cái quan trọng nhất, rất là bền luôn, rất là tiết kiệm luôn. Đó. Cửa sau. Đó. Phía bên trong, nội thất bên trong xe, nội thất bên trong, phía cửa sau, phía giấy thứ hai của chú anh chị ha, còn rất là mới. Nội thất ghế da nè,
đó mọi người xem. Rất mới ha. Thảm sàn simili. Thảm lót sàn simili. Có thảm nhựa đầy đủ hết trơn cho chúng ta luôn. Xe đã được làm đẹp maru xong và Khánh ra quay liền cho cô chú anh chị coi. Đóng cửa khá là chắc tay mà nó không có bị sượng cô chú anh chị ha. Tất cả các chi tiết nó rất là liền lạc với nhau luôn. 933 triệu cho một mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn đời 2019. 2018 nhập khẩu Indo nha cô chú anh chị. Đát vỏ zin theo xe tầng thứ 40 năm 2018 nha. Chất vỏ còn rất là dày. Khánh đã cho vệ sinh Marukuri lại và phủ gầm cho cô chú anh chị luôn. Xe rất là liền lạc ha. Những cái cụm đèn nè, nó còn liền lạc với nhau, nó không có bị bể hay trầy xước gì cả. Nhìn tổng thể một góc từ xa nè, mọi người có thể thấy Fortuner thiết kế rất là đẹp. Gầm cao, đi thoải mái, không có sợ gì cả. Xe đi 52.000, một chiếc xe hơi mà chúng ta chạy 28, 52.000 là thực sự phải gọi là khá, rất là khiêm tốn nha cô chú anh chị. Một cái nữa thì vỏ dự phòng nó chưa hạ, vỏ dự phòng còn mới cô chú anh chị ha. Gai nè, sơn còn của vỏ luôn, vỏ zin luôn. Đó, xe 52.000, giá trị mình thấy nó sẽ khác liền. Gầm xe nguyên zin luôn. Đó, đã được bên Khánh làm đẹp lại hết. Mọi người có thể thấy nè, hệ thống treo rồi gầm nhúng bệ cầu xe. Bốn vỏ bốn mâm đều rất mới nha cô chú anh chị. Bốn vỏ bốn mâm luôn ha. Đẹp mới keng luôn. Tắt bi cửa nè. Xe này nhìn chung chất xe còn rất là cứng, rất là mới. Để Khánh bật cái cốp sau để quay cho cô chú anh chị xem. Cốp sau nó rin. Có trang bị camera gear cho chúng ta nè. Khoảng trống cốp sau rất là rộng nha cô chú anh chị. Chúng ta có thể dỡ hai hàng ghế hai bên lên để ngồi thoải mái, rất là thoải mái luôn. Thảm sàn còn rất là mới, vệ sinh maru lại rất là mới luôn nha cô chú anh chị. Kích độ đồ nghề còn đầy đủ hết luôn. Dàn lạnh sao, dàn lạnh sao sẽ nằm trong đây. Cốp sau còn nguyên zin nha cô chú anh chị. Nó không có bị tháo dỡ ra ha, còn nguyên zin hết luôn. Bây giờ Khánh sẽ quay cái ghế tài cho cô chú anh chị coi. Chắc chắn một điều thì bên Khánh bán xe đã qua sử dụng cho cô chú anh chị á, thì tất cả cái xe của Toyota thì bên Khánh đều có cam kết hết là xe không nâm đụng, không ngập nước, không tua đồng hồ. Thì tất cả những cái đó thì bên Khánh có cam kết bằng văn bản và giấy tờ hết luôn. Và đặc biệt thì sẽ cấp giấy chứng nhận bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm hoặc là 20.000 cái số cho hộp số và động cơ, là hai cái thứ quan trọng nhất trên xe. Trên tay Khánh đây đang cầm chìa khóa remote của xe. Xe đi gia đình cho nên chất xe còn giữ rất là cứng nha cô chú anh chị. Trang bị chúng ta một đầu DVD, một cái Android, đầu Android ha. Chúng ta có thể lên YouTube bản đồ Việt Map. Tốc độ giới hạn 90 km/h. Sắp đến điểm cá đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Đang tìm vệ tinh. Rất là tiện cho chúng ta luôn. Nếu mà chúng ta đi xe gia đình mà đi xa mà không có bản đồ á, cái này nó rất là tiện. Vừa giải trí được mà vừa giúp chúng ta được nhiều thứ lắm. Có gương điện, gập gương, chỉnh điện đầy đủ hết nè. Vô lăng, đặc biệt là cái vô lăng này. Vô lăng còn giữ rất là mới cô chú anh chị ha, không có bị sờn. Điều đặc biệt là khi mà chúng ta chạy xe nhiều á thì cái ống cái của ta hay tì tì lên đây nè, cái vô lăng nó hay bị phai màu hay bị sờn chỗ này lắm, hai bên luôn. Những cái điểm đặc biệt khi chúng ta coi xe cũ thì chúng ta nên chú ý những cái như là mặt dưỡng của đầu DVD nè. Dàn lạnh còn rất là
sâu ha, mới mở tí xíu thôi đã mát lạnh rồi. Và hình ảnh về phía sau của con Fortuner này đó. Ghế phía sau ngồi đi gia đình cực kỳ thoải mái luôn, tiết kiệm bền bỉ. 6 km là 52.251 cây số. Bây giờ Khánh sẽ mở khoang động cơ cho cô chú anh chị coi. Đây, tay nắm cần số còn nhám cào luôn cô chú anh chị ha, không bị phai màu, không bị sờn, tay nắm thắng tay đó, để tì tay rất là mới luôn, ghế tài còn rất mới nha. Fortuner máy dầu số sàn đời 2018 nhập khẩu Indo. Đây, máy dầu cực kỳ mới, cực kỳ sạch sẽ luôn nha cô chú anh chị, đã được làm đẹp Marukuri lại. Rất đẹp luôn. Chắc chắn là carbozin rồi cô chú anh chị, không có carbozin ha. Dạ rồi, thì một vài thông tin sơ lược về con xe này. Fortuner máy dầu số sàn được sản xuất năm 2018, xe màu đen, được lắp ráp tại Indonesia và hiện đang được đi được 52.000 cây số và đang chào bán tại Toyota Tân Cảng là 933 triệu đồng, mang biển số tỉnh. Và cô chú anh chị nào chúng ta đang cần tìm những cái mẫu xe mà đi vừa đủ nè, vừa ít nè, tiết kiệm nhiên liệu, máy dầu, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà cô chú anh chị đáng cân nhắc để chúng ta lựa chọn chúng ta một con xe đã qua sử dụng thích hợp để đi gia đình hoặc là kinh doanh. Thì một lần nữa Khánh xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video lần tới ạ.